Đây ban đầu là cái màn hình chính này của nó, mình chờ mình nhận cái chị chờ chị nhận cái xe của chị. Đó, mình vào trong màn hình chính, vào phần cấu hình cái xe để mình có thể fit được cái xe theo ý muốn. Em bắt đầu đến phần fit cái xe, mình kéo xuống phía dưới. Start fit wizard. Thêm add một cái profile của cái xe vào. Và add profile đấy. Ở đây là các cái phần lựa chọn số lượng lip, có 11 lip hay là 12 lip, số tầng lip như thế nào thì nó tùy theo cái xe của mình, thì mình chọn những cái thứ đấy, sau đấy mình chuyển xuống phần fit xe. Phần fit xe thì nó cho phép rất là nhiều cái phương pháp fit, như ví dụ là số liệu trực tiếp, ở đây thì mình dùng phương pháp chụp ảnh. Đấy, khi bấm vào cái chụp ảnh này thì nó sẽ yêu cầu mình chụp ảnh cái xe của mình theo yêu cầu. Mình xoay ngang máy ra, mở xoay của máy ra. Đấy, xoay ngang. Got it. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu để cái xe của mình nằm ngang với mặt đất để dựa cho nó đứng thẳng nhé. Đấy, thì mình căn làm sao cho cái phần khung xe của nó vào cái phần trắng khung xe nó vào vừa với phần của cái xe. Chú ý là cái phần này thì là để cho cái xe làm sao nó phải gần như là nó ngang bằng so với mặt đất 90 độ, đừng để cái xe nó bị nghiêng hay nó bị méo mó so với camera. Đó. Đấy, khi mà sau khi mình chụp xong thì nó sẽ bắt đầu yêu cầu mình lấy những cái điểm, ở đây là điểm chính giữa của cái yên. Mình sẽ di chuột vào đến vị trí chính giữa của cái yên. Bây giờ mình sẽ phải chuyển tiếp theo đến phần next tiếp theo, là phần chính giữa của cái phần tay lái nó bắt của cái cổ. Mình phải chỉ cho đúng. Bây giờ là đến tâm của bánh trước. Tâm đùi đĩa. Tâm đùi đĩa thì sẽ hơi khó xác định một chút, vì thường là những cái đùi đĩa đời mới nó không có cái lỗ để mình xác định cái tâm. Tuy nhiên là mình có thể gióng từ trên chéo xuống để mình xác định cái điểm, thường nó sẽ là cái điểm bắt đầu của cái chữ ở trên cái đùi đĩa của chị. Cái này là trục của bánh sau, mình chấm vào cái trục tâm trục bánh sau. Đó, sau khi đó thì mình sẽ phải lấy thước để mình đo cái khoảng cách giữa cái tâm của bánh trước và tâm của bánh sau. Đó, đây là cái của chị em đã đo được. Đấy, mình sẽ đo từ cái tâm này cho đến cái tâm nó của bánh trước và ghi kết quả vào soi next để ghi kết quả vào trong phần mềm. 975 mm rồi, ok. Chiều dài của đùi thì mình nhập theo cái số mà nó thể hiện ở trên cái lòng bên trong của cái đùi đĩa, 100 bao nhiêu đó của chị là em sẽ để là dưới 165 thì phải, hay là dưới 160 gì đó. Đó, sau khi mà xong thì nó sẽ thể hiện ra các cái cách mình điều chỉnh cái chiều dài, chiều cao, rồi các cái phím điều chỉnh. Thì là trong sau khi mình nhập xong những số liệu trên thì là app nó sẽ tính toán ra cái phần kích thước theo từng cái xe. Chị có thể chọn bất kỳ một cái xe nào, mỗi cái xe của chị hay là của chồng hay của con thì mình có thể điều chỉnh dễ dàng, và mình lưu một cái profile riêng. Sau đó mình bấm vào trong cái app Wahoo của mình thì là mình sẽ tìm được cái, mình tìm cái config của từng xe một, và mình vào mình đọc để mình setup cái config cho nó đúng, bao gồm tới cái phần lúc nãy là cao thấp là ABCD này, rồi phần seatback lùi của cái yên là 5 mấy này. Nói chung là cái hướng dẫn của app nó rất là trực quan. Mình mở khóa rồi mình nâng hạ yên sao cho nó phù hợp. Cái xe này có khả năng chỉnh được gần như là chuẩn với tất cả mọi loại xe.
Đó, đây là phần sit back, tiến lùi của cái yên. Đó, đây là phần vươn của cái tay lái. Số đây là 0.4, coi như nó bằng 0 đấy, thì là mình để nó về số 0 thôi. Theo đấy thì phần cao của cái tay lái thì là mình sẽ chỉnh theo cái phần mềm 0.2, nó gần như là sát. Đó, cơ bản nó chỉ có như vậy thôi. Các cái điều chỉnh, các tính toán của xe nó rất là dễ, và các cái của chị thì em đã có cái lưu lại cái số liệu của cái hiện tại thì đã chỉnh theo cái xe Focus, cái xe Road của chị.